Nhóm công tác ngân hàng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên 2015 VBF vừa đề nghị ngân hàng nhà nước sửa đổi định nghĩa về người có liên quan phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Theo nhóm công tác ngân hàng của VBF, Ngân hàng Nhà nước cần sửa đổi định nghĩa về người có liên quan phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hoặc cung cấp hướng dẫn cho các ngân hàng về cách xác định những đối tượng kiểm soát hạn mức vay duy nhất. Theo nhóm công tác ngân hàng, việc xác minh thông tin người có liên quan trong kiểm soát giới hạn cấp tín dụng là vô cùng quan trọng để tính giới hạn cấp tín dụng đối với một nhóm khách hàng và người có liên quan. Tuy nhiên, cả ngân hàng và người vay đều đang đối mặt với khó khăn lớn trong xác minh thông tin người có liên quan. Ngoài ra, nhóm công tác ngân hàng của VBF cũng cho rằng quy định giới hạn tỷ lệ trái phiếu chính phủ mà các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài nắm giữ lần lượt là 15% và 35% không phù hợp với Hiệp ước Bezo 3 và Bezo 2.